Nếu vật giá tiếp tục leo thang, quán sẽ điều chỉnh bớt một con tôm để cân bằng thu chi, quyết không tăng giá. Đây là thông báo mà chủ cửa hàng ăn này vừa treo trong cửa hàng. Xăng tăng, điện tăng, các nguyên vật liệu cũng tăng giá theo. Người tiêu dùng hạn chế đi ăn ngoài hơn, khiến buôn bán ế ẩm. Để giữ người tiêu dùng ở lại, không còn cách nào khác là giữ nguyên giá và chịu lời ít đi. Mình vừa tồn tại mà khách hàng không tồn tại được. Cho nên mình chỉ nghĩ ra cách là bớt một con tôm, là mình có thể là nó cũng giữ nguyên được hương vị của cái sản phẩm của mình. Đồng thời khách hàng họ cũng chấp nhận cái giá đó, không để họ bị gánh nặng thêm một cái chi phí nào nữa. Cách làm của cửa hàng này khiến thực khách ai nấy đều vui vẻ chấp nhận. Tôi thấy như vậy cũng hợp lý thôi. Coi như là quán cũng đồng hành với người tiêu dùng và người tiêu dùng cũng sẽ tiếp tục ủng hộ quán. Hai con tôm thì bỏ bớt một con tôm cũng không ảnh hưởng nhiều. Cam kết với mình là họ vẫn giữ cái giá đó nhưng mà bớt một con tôm thì đã nói từ ngay từ đầu là mình có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận. Đây là cái cách mà để cho mình chi tiêu hợp lý hơn. Còn tại các chợ truyền thống, giá cả các mặt hàng cũng tăng từ 10 đến 20%, khiến người tiêu dùng dè dặt hơn trong chi tiêu hàng ngày. Ế ẩm là tình trạng chung của nhiều loại hàng hóa, như gian hàng của chị Phượng, trung bình mỗi ngày bán hơn 20kg cua thì nay giảm gần một nửa. Mình cũng đang tiếp phục ra là thông cảm giùm, tại hàng của đồ cũng lên giá thì xin lên, mình cũng xin lên chút. Họ ăn như nửa cân đi thì giờ họ ăn gần 3 lạng. Tất cả các mặt hàng luôn đều bán chậm hết. Phải tính toán chứ, không tính toán là đâu có đủ xài. Mình ăn như là nó đơn giản thôi. Ngày xưa như là mình làm món này món kia thì thôi bây giờ mình cũng chế biến, nhưng mà mình mua những cái vật liệu rẻ tiền, rau cải, như đậu que nè, mình xào một chút xíu với thịt. Cắt giảm mua sắm, tranh thủ đi khảo giá, tích cực săn hàng khuyến mãi, hàng bình ổn là cách mà nhiều người tiêu dùng lựa chọn để ứng phó trước thời kỳ tăng giá. Thắt lưng buộc bụng, âu cũng là cách tiêu tiền thông minh trong thời điểm này.